Rồi em Thức xin chào các bác đam mê audio nhé. Hôm nay em cũng quay cái video này, là em làm cái video này là em mới về con âm ly là Lucman L570 ZS nhé. ZS. Đấy. Thì con này hôm nay nó về hôm nay. Còn con 580 này thì nó về mấy hôm trước rồi, em cũng nói một video rồi nhé. Thì hôm nay tiện thể thì em sẽ làm con này, em sẽ nói luôn nhé. Đấy là hai con này về là tình trạng là còn đẹp nhé, còn đẹp keng luôn nhé, mặt mũi không có một vết chảy xước và lắp vỏ thế đấy, rất là đẹp nhé. Đấy, trước tiên em sẽ nói con 570 trước này. Đấy. Đấy, mặt mũi này các bác coi rất là đẹp nhá. Đấy, con này là cái đời 570 này thì nó có 3 dòng là 570 này và 570XS và 570ZS nhé. Thì đây cái dòng này là dòng trùm cuối là 570ZS nhé. Đấy. Thế nên là cái dòng này bây giờ nó rất là hiếm nhá. 570XS đã hiếm rồi, còn ZS nó còn hiếm nữa. Đấy. Thế nên là hàng này hàng em sưu tầm là rất là đẹp nhé, chứ không phải là hàng mà cứ lấy về mà hên xui mà cắm điện mà nó lên thì lên, không lên thì mang đi sửa nhé. Đấy. Thế nên là em lấy về thì cái dòng này thì nó giá thì nó hơi cao hơn các shop một tí. Đấy. Nên thực sự ra thì nó đảm bảo đấy, cho người dùng, và em cũng đỡ phải quay là nhức đầu suy nghĩ nữa phải mang đi sửa loại kia. Đấy. Quan điểm của em là về là sử dụng là ngon lành, không phải sửa sang gì cả. Đây em cũng nói sơ sơ công năng sử dụng của em này nhé. Cái này là nút nguồn này. Và thứ hai là cái này là nút chỉnh bắt chép. Bắt chép này, ví dụ vặn về phía bên tay tay phải thì là nó thiên về chép nhiều, vặn phía bên tay trái thì là thiên về bắt nhiều. Đấy. Thì và vặn giữa này thì nó là cân bằng. Đấy. Như vậy thôi. Còn cái dòng là còn cái nút này thì là nó là dạng là để giống như là để thâu âm ấy. Đấy, nhấn vô để thâu âm ấy. Nút này để ít sử dụng, còn nút này là đánh đánh thẳng này. À, nút này là để nó làm dè. Đấy, cái dòng này thì nó lại có cái nút này để nhấn vô để là cái này là làm cái dè. Đấy. Rồi còn cái nút này thì là đánh thẳng, à, đánh đánh thẳng và không can thiệp vào bát chép nhé. Còn cái này là ba lăng này volume đấy, vậy thôi, đơn giản thôi. Còn cái đây cái mấy cái nút này thì là các bác cắm cổng nào thì các bác chuyển cổng đó thôi. Đấy. Đấy, em cũng quay chi tiết cho cái mặt mũi em nó này. Đó, các bác nhìn này, các bác nhìn không có điểm chê luôn nhé. Đấy. Không có một điểm chê. Đấy, là 580 đường thế này. Lần trước em cũng nói rồi nhá. Đấy, cũng làm một video con này rồi. Đấy, mặt mũi là rất là đẹp nhá. Không có một vết xước nhá. Đấy. Đấy. Đấy, còn đây. Ruột gan của em nó đây. Đó. Hai con này là trong ruột gan nó giống nhau y chang này, không khác gì cả. Công suất nó bằng nhau là 50W một kênh trên 8 ôm bằng nhau, và cân nặng là 32 kg cũng bằng nhau luôn nhé. Đấy, nó là như vậy. Đấy, giờ em quay con 570ZS trước này. Đấy. Ruột gan này. Đấy, cái thành dìa này, này nó vàng ươm này nhá. Đấy. Chưa có một cái gì cả nhá. Đấy. Cái này thế này, nó cũng vàng ươm này. Còn nhiều cái âm ly thì cái này nó xét hết rồi. Nhưng cái này vẫn còn vàng nhá. Đấy. Chứng tỏ là vẫn còn còn rất là mới. Đấy. Đấy, mạch âm sắc này. Volume này rất là lớn nha.
Đấy, bên đây cũng như vậy nhé. Đây, trong này cũng vàng này, cái vỏ này. Đấy. Bên đây này. Bên đây này cũng mới tinh. Đấy, chưa xét nhé. Đấy. Nó cũng giống nhau y chang thôi. Không khác gì cả. Đấy, bên đây như thế này. Đấy. Đấy. Các bác coi hai cái âm ly này, các bác có phát hiện là nó khác nhau cái gì không? Đây, em chỉ cho bác này. Đây, nó khác nhau ở cái về cái phần sò này, xử lý sò này. Đấy, 6 con tụ này nó tròn này. Còn ở bên đây con 5 580 thì lại 6 con tụ này thì nó là vuông hình chữ nhật này. Đấy. Đấy. Vuông hình chữ nhật này. Đấy. Hai cái nó khác nhau. Đấy. Như vậy thôi nhá. Đấy, ruột gan thì rất là hoàn hảo rồi nhá. Đấy, không còn cái gì phải bàn rồi. Đấy. Hai con nó giống nhau y chang. Và mặt mũi nhá. Đây, mặt mũi cũng như vậy nhá. Không có xước xác gì cả. Đấy. Đấy, ok nhá. Đây cái nắp em tháo rồi đây. Đây con 570ZS này, này. Đó. Cái nắp này. Nắp ở trong nó cũng bọc đồng luôn này, đấy, nó vàng. Đấy, này. Không có điểm chê nhé. Đấy, này. Đấy, bên đây cũng thế nhá. Nắp 580 này cũng vậy này. Cũng vàng ươm nhá. Không có điểm chê. Đấy. Rồi em sẽ đậy cái nắp vào. Đó. Dòng đẹp không? Đấy, nắp này. Không có vết xước nhá. Đấy. Trên này thế này. Bên đây cũng vậy nhé. Đấy. Nói chung là hàng hàng bãi mà hàng qua sử dụng rồi mà về Việt Nam mà như thế này thì thực sự ra nó quá xuất sắc rồi các bác ạ nhé. Vậy là rất là đẹp rồi. Đấy. Đấy. Được cái hai cái dòng này nó quay mạch âm âm sắc phải nói là em cái ấn tượng này nó rất là sạch sẽ mà hay. Đấy, từ xưa thì em không có bán âm ly đâu. Thế mà hai cái dòng dòng này nó hay quá. Đấy, em phải sưu tầm cái dòng này về nhé. Thế là các bác có yêu thì cứ điện thoại cho em nhé. Giá rất là tốt nhé. Bây giờ em quay về đằng đằng sau cho các bác quay đằng sau một tí nhé. Đó, đằng sau của em nó đây. À. Đó. Đấy, những cái nút này còn vàng ươm nhá. Đấy. Đấy, cái này đặc biệt là nó có cổng ba lăng này. Và con này nó vẫn còn bốn cái nút follow này em MC này, vẫn còn nguyên này. Cái này chưa xài quá. Đấy, này, chưa xài này này. Nó còn sáng này. Còn 4 nút follow là chưa xài. Đây, đây cái model của nó này. Cái mã số này 8800 cuối này. 270W. Đấy, con 570ZS này. Tiêu thụ điện 100V. Đấy, cọc loa còn sáng này. Đấy, rồi. Đó. Đằng sau nó như vậy thôi. Rồi bên đây con này 580 này. Đó.
Cọc loa thì cũng như vậy, cũng sáng quắc giống như bên đây, như thế thôi. Đấy. Đây cũng có cổng ba lăng này. Bên đây thì lại còn có 2 nút, mất 2 nút rồi. Đấy. Cũng 270W, giống nhau. Đấy, đại loại là hai dòng này là nó giống nhau. Đấy, như vậy thôi nhá. Đấy, đằng sau rất là đẹp nhá. Cho bác coi. Đó. Đó, cái dòng này ấy, là nó lại thêm một cái là cắm cái rè vào đây. Là nó tự làm rè. Đằng trước nhấn cái nút ấy. Nhưng mà cái dòng 580 nó không có nhá. Đấy. Thế nhưng mà không cần thiết, cái này rè hai con này nó quá hay rồi, bây giờ không cần phải làm cái rè nào hết á. Cứ thế này về nghe là phê lắm rồi nhá. Đánh ta loi thì thôi rồi, thật sự bác này. Dòng acouphe chứ là cái gì nhá. Em nói em đã nghe rồi nhá, chứ không phải là em chê acouphe đâu, nhưng mà theo cái tai của em ấy, cái dòng này em đánh acouphe mới đánh JBL nghe tiếng nó ngọt ngào lắm. Chứ còn không biết tai các bác thế nào. Chứ tai em nghe con này không còn gì mà nói nữa nhá. Rồi ok nhá. Đấy, em quay mặt mũi rồi đằng sau đằng trước cho các bác coi ấy. Nếu mà các bác hai dòng này nhá. Một con này là con 570ZS nhá, chùm cuối. Và con này là 580 là cũng là chùm cuối luôn nhá. Đấy. Để em có em về được hai con nhá, hai con tuyển chọn đấy nhá. Đấy, là các bác yêu thì điện thoại cho em nhá. Giá rất là tốt để cho các bác chơi nhá. Đấy, con này hiện bây giờ trên thị trường rất hiếm, các bác bây giờ mua bây giờ các bác không có đâu nhá. Đấy. Đấy. Rồi. Rồi em xin chào các bác nhé.